Úi giời ơi các bác ơi, hôm nay bên em về một bộ dàn Ken Wood đẹp quá các bác ạ. Mỗi lần có bộ này thì rất nhiều bác hỏi mua nhưng mà chỉ không có nhiều. Hôm nay em về được một bộ còn đẹp nguyên zin hết. Bên em thì còn rất nhiều, 100-200 bộ dàn đấy, nhưng mà lại không có bộ này như thứ hai đâu anh em nhé. Anh em nào mua hàng thì mau chốt, em sẽ test qua và đo kích thước của bộ dàn để anh em tham khảo luôn. Bộ dàn sử dụng đôi loa bát 10, công suất 30W một loa, chạy điện 100V. Dàn có cổng AUX, cổng AUX súp để anh em cắm thêm súp nhé. Dàn thì chức năng CD hơi bị kén đĩa, gần như không chạy. Anh em về nghe qua MD hoặc anh em có thể nghe FM. Đây, có cả FM luôn. FM dòng này thì tần số thì không full anh em nhé, tần số đến 90 luôn nhé. Đấy. Anh em nghe AUX cắm điện thoại, máy tính, tivi. Những cái bộ dàn mà màng màu xanh này rất là đắt anh em nhé, mà hiếm gặp. Đặc biệt cái dòng này là mặt phần này là phay nhôm xước này, rất là đẹp, em sẽ quay gần cho các bác xem. Bộ này phải nói cực kỳ đẹp, có chế độ chỉnh sound equalizer, tăng bass và chế độ lossless để anh em nghe nhạc. Kích thước bộ dàn với chiều rộng 49 cm, chiều cao của bộ dàn là 24 cm và chiều sâu là 28 cm. Bộ dàn này bình thường không lỗi CD, bên em bán sẽ là 1,6 triệu chưa đổi nguồn và phí ship, nhưng CD lỗi em bán giá 1,4 triệu đồng chưa đổi nguồn và phí ship. Anh em mua hàng liên hệ Zalo em 0357 518 999. Anh em nào chưa có thể đăng ký kênh để theo dõi những bộ dàn khác em đăng hàng ngày. Bên em còn sẵn 1 đến 200 bộ để các bác chọn nhá. Xin chào các bác.